Hello everyone, welcome back to lờizảihay.com. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh lờizảihay.com. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Unit 5, Science and Technology. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài số 5, chủ đề là khoa học và công nghệ. Lesson 1, tiết học số 1. Sau tiết học số 1 thì chúng mình có thể hỏi và trả lời về các thiết bị. Chúng mình sẽ sử dụng được các câu hỏi có từ để hỏi và các câu hỏi lựa chọn. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay nhé. Now let's begin with Let's Talk. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu với phần nói. Chúng mình sẽ làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi là: bạn thường sử dụng các thiết bị nào? Chúng có giúp làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn không? Và như thế nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu hỏi này nhé. Chúng mình có thể trả lời câu hỏi này như sau: I usually use mobile phone and laptop. They make my job easier because I can work wherever I want. Tôi thường sử dụng điện thoại di động và máy tính xách tay. Chúng làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn bởi vì tôi có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu mà tôi muốn. Now let's move to new words. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần từ mới. Ở phần A chúng mình sẽ điền vào các chỗ trống, nghe và lặp lại. Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nghĩa của các từ mới ở trong khung. Ở đây thì cô đã ghi nghĩa của các từ mới. Từ đầu tiên là storage. Storage là danh từ mà nghĩa là bộ nhớ hay là sự lưu trữ. Từ tiếp theo là weight. Weight là danh từ mà nghĩa là cân nặng hay là trọng lượng. Tiếp theo là screen. Screen là danh từ mà nghĩa là màn hình. Từ tiếp theo là inch. Inch là danh từ mà nghĩa là inch, là đơn vị đo độ dài bằng 2,54 cm. Tiếp theo là gigabyte. Gigabyte viết tắt là GB, là danh từ mà nghĩa là gigabyte, viết tắt là GB. Đây chính là đơn vị đo dữ liệu hoặc là bộ nhớ máy tính. Từ cuối cùng là tablet. Tablet là danh từ mà nghĩa là máy tính bảng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng điền các từ mới này vào các chỗ trống ở bên dưới. Câu số 1, đây là một, nó có giá 400 đô la. Câu số 1 người ta đã làm mẫu chúng mình rồi, chúng mình điền là tablet, là máy tính bảng. Đây là một chiếc máy tính bảng, nó có giá 400 đô la. Câu số 2, 1 là 2,54 cm. Chúng mình có 1 inch là 2,54 cm, cho nên câu số 2 chúng mình sẽ điền từ inch. 1 inch là 2,54 cm. Tiếp theo câu số 3, máy tính bảng của tôi có một. Tuyệt vời, nó rất tốt để xem phim và chơi các trò chơi. Ở đây máy tính bảng của tôi có một màn hình tuyệt vời, nó rất tốt để xem phim và chơi các trò chơi. Như vậy thì câu số 3 chúng mình sẽ điền một từ mà nghĩa là màn hình, đó là screen. Và câu số 3 chúng mình sẽ điền từ screen. Máy tính bảng của tôi có một màn hình tuyệt vời, nó rất tốt để xem phim và chơi các trò chơi. Câu số 4 là không gian bạn có thể sử dụng trên một chiếc máy tính để lưu trữ dữ liệu. Không gian mà chúng mình có thể sử dụng trên máy tính để lưu trữ dữ liệu thì đấy chính là bộ nhớ. Và câu số 4 chúng mình sẽ điền từ storage, mà nghĩa là bộ nhớ. Bộ nhớ là không gian bạn có thể sử dụng trên một chiếc máy tính để lưu trữ dữ liệu. Câu số 5 của máy tính bảng mới của tôi là 500g. 500g ở đây chính là trọng lượng. Như vậy thì câu số 5 chúng mình sẽ điền từ trọng lượng, đó là từ weight. Câu số 5 chúng mình sẽ điền từ weight. Trọng lượng của chiếc máy tính bảng mới của tôi là 500g. Câu 6, 1 là một đơn vị thông tin kỹ thuật số. Ở đây có một từ duy nhất, đó là gigabyte. Nên là số 6 chúng mình sẽ điền từ gigabyte. Ở đây chúng mình có 1 gigabyte là một đơn vị thông tin kỹ thuật số. Bây giờ chúng mình sẽ cùng listen and repeat, nghe và lặp lại những từ mới này nhé. Unit 5, Science and Technology. Lesson 1, New Words. Listen and repeat. Number 1. Tablet. Tablet. Number 2. Inch. Inch. Number 3. Screen. Unit 5. Science and Technology. Lesson 1. New Words. Listen and repeat. Number 1. Tablet. Tablet. Number 2. Inch. Inch. Number 3. Screen. Screen. Number 4. Storage. Storage. Number 5.
Weight. Weight. Number 6. Gigabyte. Gigabyte. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp, nói về những gì mà bạn muốn một chiếc máy tính bảng và một chiếc máy tính sách tay có. Ví dụ, I want a tablet with a big screen. Tôi muốn một chiếc máy tính bảng với màn hình lớn. Chúng mình có thể trả lời câu này như sau. I want a tablet with long battery life. I want a tablet with long battery life. Tôi muốn một chiếc máy tính bảng có thời lượng pin dài. Now let's move to reading. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần đọc. Ở phần A, chúng mình sẽ đọc bài báo về những chiếc máy tính bảng của Portal và chọn ra tiêu đề đúng nhất. Number 1, what's new in the Portal 7? Cái gì mới ở trong Portal 7? Number 2, a review of the Portal 7. What we like and don't like. Đánh giá về Portal 7. Cái mà chúng ta thích và không thích. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm phần C trước, đó là listen narrate. Chúng mình sẽ nghe và đọc. C. Listen and read. Last week, Portal introduced its new tablet, the Portal 7. Is it better than the Portal 6? Let's have a look. Screen. The screen is 13 inches bigger than the Portal 6, but is it actually better? The answer is yes. Images are brighter and clearer. You'll be able to really enjoy movies on this tablet. Battery life. Portal tablets usually have long battery life. We played games and watched movies on both tablets. The Portal 7 lasted for 13 hours. The Portal 6 only lasted for 8 hours. Storage. The Portal 7 comes with 128 gigabytes of storage. The Portal 6 only has 64 gigabytes. Although 64 gigabytes isn't bad, more storage means you can download more music and movies. Performance. Now the biggest question. Does the Portal 7 work well? It has a newer and more powerful chip, and in our test, it was faster than the previous model. Price. The Portal 7 is $690. And the Portal 6 is only $520. However, for this week, only the Portal 6 on sale for just $480. Bây giờ cô sẽ dịch bài báo này để chúng mình có thể hiểu được rõ hơn nội dung bài báo này nhé. Tuần trước, Portal đã giới thiệu máy tính bảng mới của mình, Portal 7. Nó có tốt hơn Portal 6 không? Chúng ta hãy cùng xem. Màn hình 13 inch, lớn hơn Portal 6. Nhưng thực tế nó có tốt hơn không? Câu trả lời là có. Hình ảnh sáng hơn và rõ nét hơn, bạn sẽ có thể thưởng thức các bộ phim trên chiếc máy tính bảng này. Tuổi thọ pin. Những chiếc máy tính bảng Portal thường có thời lượng pin dài. Chúng tôi đã chơi các trò chơi và xem các bộ phim trên cả hai chiếc máy tính bảng. Portal 7 kéo dài trong 13 giờ, trong khi Portal 6 chỉ kéo dài trong 8 giờ. Dung lượng. Portal 7 đi kèm với 128GB dung lượng lưu trữ. Portal 6 chỉ có 64GB. Mặc dù 64GB không tồi, nhưng nhiều dung lượng lưu trữ hơn nghĩa là bạn có thể tải xuống nhiều nhạc và phim hơn. Hiệu năng, bây giờ câu hỏi lớn nhất là Portal 7 có hoạt động tốt không? Nó có một con chip mới hơn và mạnh hơn, và trong thử nghiệm của chúng tôi nó nhanh hơn kiểu trước. Giá cả, Portal 7 có giá $690 và Portal 6 chỉ $520. Tuy nhiên, chỉ trong tuần này, Portal 6 đang được bán với giá chỉ $480. Ok, sau khi mà cô dịch xong bài báo này thì chúng mình có thể chọn ra tiêu đề đúng nhất cho bài báo này, đó chính là Number 1, what's new in the Portal 7? Điều gì mới ở trong Portal 7? Và chúng mình sẽ khoanh tròn vào Number 1. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin. Chúng mình sẽ cùng quan sát một số điều mới ở trong Portal 7. Đầu tiên là screen, màn hình. Màn hình của Portal 7 là 13 inch, lớn hơn Portal 6. Tiếp theo là tuổi thọ của pin thì Portal 7 kéo dài 13 tiếng, trong khi Portal 6 chỉ kéo dài 8 tiếng. Tiếp theo là dung lượng. Portal 7 có 128GB dung lượng lưu trữ, còn Portal 6 chỉ có 64GB. Tiếp theo là phần hiệu năng. Portal 7 có một con chip mới hơn và mạnh hơn, và theo thử nghiệm thì nó nhanh hơn so với Portal 6.
Tiếp theo là về giá cả. Portal 7 có giá là 690 đô la và Portal 6 chỉ có giá là 520 đô la. Như vậy thì giá cả, về giá cả thì Portal 7 giá cao hơn là Portal 6. Đó chính là một số điều mới ở trong Portal 7. Như vậy thì bài báo này đang nói về một số điều mới ở trong Portal 7. Và ở phần A chúng mình sẽ chọn là number 1, what's new in the Portal 7? Điều gì mới ở trong Portal 7? Tiếp theo phần B, bây giờ chúng mình sẽ đọc và trả lời các câu hỏi. Câu số 1, kích thước màn hình của Portal 7 là bao nhiêu? Và ở đây người ta đã làm mẫu chúng mình rồi, câu trả lời là 13 inches, 13 inch. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin câu này. Screen, màn hình. The screen is 13 inches. Màn hình là 13 inch. Như vậy thì kích thước màn hình của Portal 7 là 13 inch. Và chúng mình sẽ trả lời là 13 inches. Tiếp theo câu số 2, thiết bị nào có thời lượng pin lâu hơn? Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin câu này. The Portal 7 lasted for 13 hours, while the Portal 6 only lasted for 8 hours. Portal 7 kéo dài trong 13 giờ, trong khi Portal 6 chỉ kéo dài trong 8 giờ. Như vậy thì Portal 7 có thời lượng pin lâu hơn. Và câu số 2 chúng mình sẽ trả lời là The Portal 7. Như vậy thì câu số 2 chúng mình sẽ trả lời là The Portal 7. Portal 7 thì có thời lượng pin lâu hơn. Tiếp theo câu số 3. Portal 6 có dung lượng lưu trữ bao nhiêu? Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin câu này. The Portal 6 only has 64 GB. Portal 6 chỉ có 64 GB. Như vậy thì Portal 6 có dung lượng lưu trữ là 64 GB. Portal 6 có dung lượng lưu trữ là 64 GB. Tiếp theo câu số 4, Portal 7 có cùng chip với Portal 6 không? Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin câu này. It has a newer and more powerful chip, and in our test, it was faster than the previous model. Nó có một con chip mới hơn và mạnh hơn, và trong thử nghiệm của chúng tôi, nó nhanh hơn so với mẫu cũ. Như vậy thì Portal 7 không có cùng con chip với Portal 6, và câu số 4 chúng mình sẽ trả lời là no, it doesn't, không, nó không. Tiếp theo câu số 5, Portal 6 hiện tại có rẻ hơn bình thường không? Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin câu này. Portal 7 có giá là 690 đô la và Portal 6 chỉ 520 đô la. Tuy nhiên, chỉ trong tuần này, Portal 6 đang được bán với giá chỉ 480 đô la. Như vậy thì hiện tại, Portal 6 đang được bán rẻ hơn bình thường. Và câu số 5 chúng mình sẽ trả lời là yes, it is. Câu số 5 chúng mình sẽ trả lời là yes, it is. Vâng, đúng vậy. Tiếp theo phần D, chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi là bạn sẽ mua Portal 6 hay là 7? Tại sao? Ở đây cũng có một ví dụ chúng mình. I'd buy the Portal 6 because it's cheaper. Tôi sẽ mua Portal 6 bởi vì nó rẻ hơn. Chúng mình có thể trả lời câu hỏi này như sau. I'd buy the Portal 7 because it has longer battery life. I'd buy the Portal 7 because it has longer battery life. Tôi sẽ mua Portal 7 bởi vì nó có thời lượng pin lâu hơn. The next part is grammar, meaning and use. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là phần ngữ pháp, ý nghĩa và cách sử dụng. WH questions, các câu hỏi có từ để hỏi. Chúng ta có thể sử dụng các câu hỏi có từ để hỏi thông tin chi tiết về sự vật, con người, sự kiện, vân vân. Ví dụ, what's the screen size? Kích thước màn hình là bao nhiêu? How much is this tablet? Máy tính bảng này có giá bao nhiêu? Tiếp theo, yes, no questions là các câu hỏi lựa chọn có hoặc là không. Chúng ta có thể sử dụng các câu hỏi lựa chọn để hỏi về những điều cụ thể. Chúng ta hỏi họ để nhận một trong hai câu trả lời có hoặc là không. Ví dụ, does this phone have a good screen? Điện thoại này có màn hình tốt không? Yes, it does. Vâng, nó có. Is it easy to use? Nó có dễ sử dụng không? No, it isn't. Không, nó không. Tiếp theo phần A, chúng mình sẽ đọc về các câu hỏi có từ để hỏi và các câu hỏi lựa chọn và điền vào các chỗ trống. Chúng mình sẽ cùng quan sát chỗ trống. Good for playing games.
Đây là hình ảnh một chiếc máy tính xách tay. Chúng mình sẽ hỏi là chiếc máy tính xách tay này có tốt để chơi cái trò chơi hay không? Chúng mình sẽ hỏi là Is this laptop? Is this laptop good for playing games? Chiếc máy tính xách tay này có tốt để chơi cái trò chơi hay không? Ở đây có hình ảnh là like, là thích. Như vậy thì chúng mình sẽ trả lời là yes, it is. Vâng, nó có. Is this laptop good for playing games? Chiếc máy tính xách tay này có tốt để chơi cái trò chơi hay không? Yes, it is. Vâng, nó có. Is it? It's $599. Nó có giá $599. Câu này chắc chắn hỏi về giá cả. Chúng mình sẽ hỏi là how much is it? How much is it? It's $599. Nó có giá bao nhiêu? Nó có giá $599. Tiếp theo phần B, nghe và kiểm tra các câu trả lời của bạn. Nghe lại và lặp lại. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Grammar. Listen and repeat. Is this laptop good for playing games? Yes, it is. How much is it? It's $599. Ok, chúng mình cùng lặp lại theo cô nhé. Is this laptop good for playing games? Yes, it is. How much is it? It's $599. The next part is grammar, form and practice. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là phần ngữ pháp, dạng thức và thực hành. WH questions, các câu hỏi có từ để hỏi. Ví dụ, what do you want to use your tablet for? I want to use it for drawing. Bạn muốn sử dụng máy tính bảng của bạn để làm gì? Tôi muốn sử dụng nó để vẽ. How many cameras does it have? It has 4 cameras. Nó có bao nhiêu camera? Nó có 4 camera. How long is the battery life? It lasts for 12 hours. Thời lượng pin là bao lâu? Nó kéo dài 12 tiếng. How much are these tablets? They are $735. Những chiếc máy tính bảng này có giá bao nhiêu? Chúng có giá $735. Chúng mình sẽ cùng quan sát các từ in đậm trong tất cả các ví dụ này. Từ đầu tiên, what? What mang nghĩa là gì, cái gì, hỏi về sự vật, hỏi thông tin. How many cộng với danh từ đếm được số nhiều, mang nghĩa là có bao nhiêu. How many hỏi về số lượng. Tiếp theo là how long. How long mang nghĩa là bao lâu, hỏi về khoảng thời gian. Và cuối cùng, how much. How much ở đây mang nghĩa là bao nhiêu và hỏi về giá tiền. Tiếp theo, yes, no questions là các câu hỏi lựa chọn. Ví dụ, do you use your laptop to play games? Yes, I do. Or no, I don't. I only use it for studying. Bạn có sử dụng máy tính xách tay của bạn để chơi các trò chơi không? Có, tôi có. Hoặc là không, tôi không. Tôi chỉ sử dụng nó để học. Does it have long battery life? Yes, it does. It lasts for 2 days. Or no, it doesn't. Nó có thời lượng pin lâu không? Có, nó kéo dài 2 ngày. Hoặc là không, nó không. Ok, và đây chính là các ví dụ về câu hỏi lựa chọn với động từ thường ở thì hiện tại đơn. Chúng mình sẽ cần đảo trợ động từ là do hoặc là does lên trước chủ ngữ. Sau đó chúng mình sẽ cộng với động từ ở dạng nguyên thể. Và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng mình sẽ trả lời là yes, chủ ngữ cộng với do hoặc là does. Hoặc là no, chủ ngữ cộng với don't hoặc là doesn't. Ví dụ tiếp theo, are these phones on sale? Yes, they are. They're 20% off. Or no, they aren't. Những chiếc điện thoại này có giảm giá không? Vâng, chúng có. Chúng đang giảm giá 20%. Hoặc là không, chúng không. Is the screen big? Yes, it is. It's 15 inches. Or no, it isn't. It's 13 inches. Màn hình có lớn không? Vâng, nó có. Nó 15 inch. Hoặc là không, nó 13 inch. Đây đều là ví dụ về các câu hỏi lựa chọn, tức là câu hỏi không có từ để hỏi ở thì hiện tại đơn với động từ to be. Chúng mình sẽ đảo động từ to be lên trước chủ ngữ, đảo are hoặc là is lên trước chủ ngữ. Và để trả lời cho câu hỏi này, nếu như là có thì chúng mình sẽ trả lời là yes, they are hoặc là yes, it is. Nếu như là không, chúng mình sẽ trả lời là no, they aren't hoặc là no, it isn't. Ví dụ tiếp theo, can I add more storage to the laptop? Yes, you can or no, you can't. Tôi có thể thêm nhiều dung lượng hơn cho máy tính xách tay của mình không? Có, bạn có thể, hoặc là không, bạn không thể.
Đây chính là ví dụ về câu hỏi lựa chọn với động từ khuyết thiếu. Công thức sẽ là động từ khuyết thiếu cộng với chủ ngữ và sau đó chúng mình sẽ cộng với động từ dạng nguyên thể. Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng mình sẽ trả lời là yes, chủ ngữ cộng với động từ khuyết thiếu, hoặc là no, chủ ngữ cộng với động từ khuyết thiếu thêm not. Tiếp theo phần A, chúng mình sẽ đọc các ví dụ ở bên trên và điền vào các chỗ trống với dạng thức đúng của các động từ hoặc là từ để hỏi ở trong hộp. Chúng mình sẽ cùng quan sát các từ trong hộp. Does x2 điền 2 lần, is x2 điền 2 lần, are x2 điền 2 lần, what là cái gì, how much là có bao nhiêu và how long là bao lâu. Câu số 1, người ta đã làm mẫu chúng mình rồi. Does this phone have lots of storage? Yes, it does. It has 256 GB of storage. Điện thoại này có nhiều dung lượng lưu trữ không? Vâng, nó có. Nó có 256 GB dung lượng lưu trữ. Chúng mình có thể thấy là câu số 1 có câu trả lời là yes, it. Đây là câu hỏi yes, no. Questions là câu hỏi lựa chọn. Cho nên, chỗ trống cần điền chúng mình sẽ sử dụng là does, là is hoặc là are. Tiếp theo, câu này có chứa động từ thường là have, cho nên là chúng mình sẽ cần mượn trợ động từ ở đây. Chủ ngữ của câu này là this phone, chủ ngữ số ít, cho nên chúng mình sẽ mượn trợ động từ là does. Và câu số 1 chúng mình hỏi đầy đủ sẽ là does this phone have lots of storage? Trả lời là yes, it does. It has 256 GB of storage. Number 2, these tablets good for drawing? No, they. Những chiếc máy tính bảng này có tốt để vẽ hay không? Không, chúng không. Câu trả lời câu này là no, they. Cho nên câu hỏi này sẽ là câu hỏi yes, no. Questions là câu hỏi lựa chọn. Chỗ trống cần điền chúng mình sẽ sử dụng là trợ động từ là does, hoặc là động từ to be là is hoặc là are. Câu này có xuất hiện tính từ là good, mà tính từ thì sẽ đi kèm với động từ to be. Cho nên chỗ trống cần điền chúng mình sẽ sử dụng động từ to be. Chủ ngữ của câu này là these tablets, chủ ngữ số nhiều, cho nên to be chúng mình dùng sẽ là số nhiều, đó là are. Và câu số 2 chúng mình sẽ điền là are. Câu trả lời là no they, chúng mình sẽ điền là no they aren't. Are chúng mình sẽ thêm not, viết tắt là aren't. Are these tablets good for drawing? No, they aren't. Number 3, storage does it have? It has 512 GB of storage. Nó có dung lượng lưu trữ. Nó có 512 GB dung lượng lưu trữ. Ở đây người ta sẽ hỏi là nó có bao nhiêu dung lượng lưu trữ? Có bao nhiêu thì từ để hỏi chúng mình dùng sẽ là how much, có bao nhiêu. Và number 3 chúng mình sẽ điền là how much. How much storage does it have? It has 512 GB of storage. Number 4. This laptop heavy? No, it's only 1.1 kilograms. Máy tính xách tay này có nặng không? Không, nó không. Nó chỉ nặng 1,1 kg. Ở đây câu trả lời là no, it. Cho nên câu hỏi sẽ là câu hỏi yes, no questions, là câu hỏi lựa chọn. Ở đây chỗ trống cần điền, chúng mình sẽ điền là does là trợ động từ, hoặc là động từ to be là is hoặc là are. Ở đây có xuất hiện tính từ heavy, cho nên chỗ trống cần điền chúng mình sẽ sử dụng động từ to be. Chủ ngữ của câu này là this laptop, chủ ngữ số ít, cho nên to be chúng mình dùng sẽ là is. Number 4 chúng mình sẽ điền là is. Is this laptop heavy? Câu trả lời sẽ là no, it. Đây là câu trả lời phủ định, cho nên là is chúng mình sẽ cần thêm not vào và chúng mình sẽ viết tắt là isn't. No, it isn't. Is this laptop heavy? No, it isn't. It's only 1.1 kilograms. Number 5. Do you use your laptop for? I use it for studying. Bạn sử dụng máy tính xách tay của bạn để làm gì? Tôi sử dụng nó để học. Để làm gì thì chỗ trống cần điền, chúng mình sẽ điền một từ rất đơn giản, đó là what? Cái gì để làm gì? Number 5, chúng mình sẽ điền là what? What do you use your laptop for? I use it for studying. Number 6, does the battery last? It lasts for 10 hours. Pin dùng được bao lâu? Nó kéo dài trong 10 giờ.
Câu 6 còn một từ duy nhất mà chúng mình chưa điền mà nghĩa là bao lâu, đó là từ how long. Và number 6 chúng mình sẽ điền là how long. Bao lâu? How long does the battery last? It lasts for 10 hours. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ viết các câu hỏi và các câu trả lời sử dụng các từ gợi ý. Number 1, it have long battery life. Yes. Câu này người ta đã làm mẫu chúng mình rồi, chúng mình sẽ viết lại như sau. Does it have long battery life? Yes, it does. Nó có thời lượng pin lâu không? Vâng, nó có. Ở đây chúng mình có thể thấy là câu trả lời của câu này là yes. Tức là câu hỏi này là câu hỏi yes, no questions, là câu hỏi lựa chọn. Tức là câu hỏi không có từ để hỏi. Và câu hỏi này chúng mình sẽ chia thì hiện tại đơn. Câu này có xuất hiện động từ thường là have, cho nên là chúng mình sẽ cần mượn trợ động từ. Chủ ngữ của câu này là it, cho nên chúng mình sẽ mượn trợ động từ là does. Và chúng mình sẽ viết lại là does it have long battery life? Và câu trả lời chúng mình sẽ trả lời là yes, it does. Number 2, what screen size? 11 inches. Câu này chúng mình sẽ viết lại như sau. What is this screen size? It's 11 inches. Kích thước màn hình của nó là bao nhiêu? Đó là 11 inch. Câu này hỏi cho chủ ngữ là screen size. Screen size chủ ngữ số ít, cho nên to be chúng mình dùng ở đây sẽ là is. Chúng mình sẽ thêm is vào đằng trước. Và trước screen size, chúng mình sẽ cần có tính từ sở hữu là is của nó. Và câu này hỏi đầy đủ sẽ là what is this screen size? Và câu trả lời là it's 11 inches. Đó là 11 inch. It ở đây thay thế cho its screen size, kích thước màn hình của nó. Còn phẩy S là viết tắt của is, tức là to be, đi với it. Number 3, is camera good? No. Câu này chúng mình sẽ viết lại như sau. Is this camera good? No, it isn't. Camera của nó có tốt không? Không, nó không. Chúng mình có thể thấy là câu trả lời có chứa no, cho nên câu hỏi này sẽ là câu hỏi yes, no questions, là câu hỏi lựa chọn, tức là câu hỏi không có từ để hỏi. Và chúng mình có thể thấy là trong câu hỏi có chứa từ good. Good ở đây là tính từ, cho nên là chúng mình sẽ phải có to be đi cùng. Câu này được chia thì hiện tại đơn, chủ ngữ của câu này là is camera, chủ ngữ số ít, cho nên to be chúng mình dùng sẽ là is. Và chúng mình sẽ thêm is vào đằng trước. Is this camera good? Và câu trả lời sẽ là no, it isn't. Number 4, this laptop good for playing games? Yes. Câu này chúng mình sẽ viết đầy đủ như sau. Is this laptop good for playing games? Yes, it is. Máy tính xách tay này có tốt để chơi games không? Vâng, nó có. Ở đây chúng mình có thể thấy là câu trả lời có chứa yes, cho nên câu hỏi này sẽ là câu hỏi yes, no questions, là câu hỏi lựa chọn, tức là câu hỏi không có từ để hỏi. Câu hỏi này được chia thì hiện tại đơn, và chúng mình có thể thấy là trong câu hỏi có chứa từ good. Good ở đây là tính từ, cho nên là chúng mình sẽ cần sử dụng to be đi kèm. Chủ ngữ của câu này là this laptop, chủ ngữ số ít, cho nên to be chúng mình dùng sẽ là is. Chúng mình sẽ thêm is vào đằng trước. Câu này viết đầy đủ sẽ là is this laptop good for playing games? Câu trả lời rất đơn giản là yes, it is. Number 5, how much this laptop? $820. Câu này chúng mình sẽ viết đầy đủ như sau. How much is this laptop? It's $820. Máy tính xách tay này có giá bao nhiêu? Nó có giá $820. Đây là câu hỏi có từ để hỏi là how much. Và câu hỏi này được chia thì hiện tại đơn. Chủ ngữ của câu này là this laptop, chủ ngữ số ít, cho nên to be chúng mình dùng sẽ là is. Và câu này chúng mình hỏi đầy đủ sẽ là how much is this laptop? Câu trả lời của câu này là it's $820. It ở đây thay thế cho chủ ngữ là this laptop, còn phẩy S là viết tắt của từ is là to be. Và câu này chúng mình sẽ viết lại là it's $820. Nó có giá $820. Number 6, what you want use it for? Drawing. Câu này chúng mình sẽ viết lại đầy đủ như sau. What do you want to use it for? I want to use it for drawing. Bạn muốn sử dụng nó để làm gì? Tôi muốn sử dụng nó để vẽ. Đây là câu hỏi có chứa từ để hỏi là what.
Và câu hỏi này được chia thì hiện tại đơn. Chủ ngữ của câu này là you, cho nên là chúng mình sẽ cần mượn trợ động từ. Ở đây chúng mình mượn trợ động từ là do. Chúng mình sẽ hỏi là what do you want? Ở đây sau want, chúng mình sẽ cộng với động từ nguyên mẫu có to, cho nên là chúng mình sẽ thêm to và đằng trước từ use. Và câu này chúng mình hỏi đầy đủ sẽ là what do you want to use it for? Và câu trả lời sẽ là I want to use it for drawing. Tôi muốn sử dụng nó để vẽ. Tiếp theo phần C, chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp, hỏi và trả lời về hai thiết bị mà bạn của bạn có. Ví dụ, do you have a phone? Yes, I do. Bạn có điện thoại không? Vâng, tôi có. What do you use it for? I use it for. Bạn sử dụng nó để làm gì? Tôi sử dụng nó để. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu này nhé. Ok, và chúng mình có thể hỏi và trả lời như sau. Do you have a laptop? Yes, I do. What do you use it for? I use it for studying. Do you have a tablet? Yes, I do. What do you use it for? I use it for playing games. Bạn có máy tính xách tay không? Vâng, tôi có. Bạn sử dụng nó để làm gì? Tôi sử dụng nó để học. Bạn có máy tính bảng không? Vâng, tôi có. Bạn sử dụng nó để làm gì? Tôi sử dụng nó để chơi games. The next part is pronunciation. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là phần phát âm. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về sounds, tức là âm. Ở phần A, chúng mình sẽ tập trung vào âm A. Phần B, chúng mình sẽ nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Pronunciation. B. Wait. Play. Space. Ok, chúng mình cùng lặp lại theo cô nhé. Wait. Play. Space. Từ đầu tiên, wait. Từ này mang nghĩa là cân nặng. Phần gạch chân chúng mình sẽ phát âm là A. Từ tiếp theo, play. Play mang nghĩa là chơi. Phần gạch chân chúng mình sẽ phát âm là A. Từ cuối cùng, space. Space mang nghĩa là không gian. Phần gạch chân chúng mình sẽ phát âm là A. Ở đây cả ba từ wait, play và space, phần gạch chân chúng mình sẽ đều phát âm là A, A và A. Tiếp theo phần C, chúng mình sẽ nghe và gạch bỏ đi từ mà có âm khác. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Pronunciation. C. Great. Make. Games. Storage. Ok, và từ mà có âm khác ở đây đó chính là storage. Storage, từ này mà nghĩa là dung lượng. Phần gạch chân chúng mình sẽ phát âm là âm I. Từ đầu tiên, great. Great mà nghĩa là to lớn. Phần gạch chân chúng mình sẽ phát âm là A. Từ tiếp theo, make. Make mà nghĩa là làm, phần gạch chân chúng mình sẽ phát âm là A. Từ tiếp theo, games. Games, phần gạch chân chúng mình sẽ phát âm là A. Và ở đây, games mà nghĩa là trò chơi. Và ở đây thì chúng mình sẽ gạch bỏ đi từ mà có âm khác, đó chính là storage. Phần gạch chân chúng mình phát âm là âm I. Tiếp theo phần D, chúng mình sẽ đọc các từ cho bạn cùng bàn của chúng mình sử dụng âm được lưu ý ở phần A. Bây giờ chúng mình sẽ cùng lặp lại theo cô nhé. Wait. Play. Space. Great. Make. Games. Storage. Now let's move to practice. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần thực hành. Ở phần A, chúng mình sẽ thực hành đoạn hội thoại đổi vai và lặp lại. Đây là đoạn hội thoại giữa James và Sales Assistant. James và người trợ lý bán hàng. Bây giờ cô sẽ đọc và dịch lại đoạn hội thoại này nhé. Hello, can you help me choose a laptop? Hello, yes. What do you want to use your laptop for? I want to use it for studying. Okay, then I think you should buy the Z3 laptop. It's good for studying. Is the screen big? Yes, it is. It's 15 inches. Is it heavy? Yes, it is. It's 2 kilograms. How much storage does it have? It has 256 gigabytes of storage. Does it have long battery life? No, it doesn't. It lasts for 6 hours. Okay, how much is it?
It's $690. Okay, thank you. Xin chào, bạn có thể giúp tôi chọn một chiếc máy tính xách tay được không? Vâng, xin chào, bạn muốn sử dụng máy tính xách tay của mình để làm gì? Tôi muốn sử dụng nó để học. Được rồi, chà, tôi nghĩ bạn nên mua máy tính xách tay Z3. Nó tốt cho việc học. Màn hình có lớn không? Có, nó có. Màn hình 15 inch. Nó có nặng không? Có chứ. Nó nặng 2 kg. Nó có dung lượng bao nhiêu? Nó có 256 GB dung lượng lưu trữ. Nó có thời lượng pin lâu không? Không, nó không. Pin kéo dài trong 6 giờ. Được rồi, nó có giá bao nhiêu? Nó có giá $690. Ok, cảm ơn bạn. Ok, và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng thực hành đoạn hội thoại này cùng với bạn của chúng mình. Chúng mình sẽ cùng đóng vai James, sau đó chúng mình sẽ đổi vai, chúng mình sẽ đóng vai Sales Assistant. Và hai bạn sẽ cùng thực hành đoạn hội thoại này nhé. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ tạo thêm hai đoạn hội thoại sử dụng các ý tưởng ở bên phải. Ok, và đây chính là phần ý tưởng ở bên tay phải, chúng mình sẽ cùng quan sát. Tablet, máy tính bảng. Tablet, máy tính bảng. Playing games, chơi games. LA Tab, máy tính bảng LA. Playing games and drawing, chơi games và vẽ. Yes, it is. 11. Vâng, nó có. 11. No, it isn't. 320 grams. Không, nó không. 320 gram. 32. 32. Yes, it does. 9. Vâng, nó có. 9. 720. 720. Laptop, máy tính sách tay. Laptop, máy tính sách tay. Studying, học. SO laptop, máy tính sách tay. SO. Studying, học. No, it isn't. 13. Không, nó không. 13. No, it isn't. 1.1 kilograms. Không, nó không. 1.1 kilogram. 512. 512. Yes, it does. 14. Vâng, nó có. 14. 1290. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình tạo một đoạn hội thoại sử dụng phần ý tưởng này nhé. Đây là đoạn hội thoại mà cô đã sử dụng thông tin ở bảng số 1 trong phần ý tưởng ở bên tay phải. Cô sẽ đọc và dịch lại đoạn hội thoại của mình. Hello, can you help me choose a tablet? Hello, yes. What do you want to use your tablet for? I want to use it for playing games. Okay, then I think you should buy the LA Tab. It's good for playing games and drawing. Is the screen big? Yes, it is. It's 11 inches. Is it heavy? No, it isn't. It's 320 grams. How much storage does it have? It has 32 gigabytes of storage. Does it have long battery life? Yes, it does. It lasts for 9 hours. Okay, how much is it? It's $720. Okay, thank you. Xin chào, bạn có thể giúp tôi chọn một chiếc máy tính bảng được không? Vâng, xin chào, bạn muốn sử dụng máy tính bảng của mình để làm gì? Tôi muốn sử dụng nó để chơi games. Được rồi, chà, tôi nghĩ bạn nên mua máy tính bảng LA. Nó tốt cho việc chơi game và vẽ. Màn hình có lớn không? Có, nó có. Màn hình 11 inch. Nó có nặng không? Không, nó không. Nó nặng 320 gram. Nó có bao nhiêu dung lượng lưu trữ? Nó có 32 GB dung lượng lưu trữ. Nó có thời lượng pin lâu không? Vâng, nó có. Pin kéo dài trong 9 giờ. Được rồi, nó có giá bao nhiêu? Nó có giá $720. Ok, cảm ơn bạn. Ok, và tương tự như đoạn hội thoại thứ nhất của cô thì chúng mình sẽ sử dụng thông tin trong bảng thứ hai này. Chúng mình sẽ tạo thêm một đoạn hội thoại. Chúng mình sẽ sử dụng những thông tin này. Chúng mình sẽ thay thế vào phần chữ xanh ở trong đoạn hội thoại này để chúng mình tạo một đoạn hội thoại khác. Rất đơn giản phải không nào? Now let's move to the last part, speaking. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần nói. Chủ đề phần nói ngày hôm nay đó là buying a new laptop or tablet. Mua một chiếc máy tính xách tay hoặc là một chiếc máy tính bảng mới. Phần A, bạn đang mua một chiếc máy tính xách tay hoặc là máy tính bảng mới. Làm việc theo cặp, học sinh A, bạn muốn mua một chiếc máy tính bảng. Nói chuyện với người trợ lý bán hàng và hỏi về các điểm ở dưới đây. Học sinh B, di chuyển đến trang số 114, tệp số 1. Ok, và đây chính là file 1, tệp số 1. Buying a new laptop or tablet. Mua một chiếc máy tính xách tay hoặc là máy tính bảng mới. Phần A, học sinh B, bạn làm việc trong cửa hàng, gợi ý một chiếc máy tính bảng cho khách hàng và trả lời các câu hỏi của anh ấy hoặc là cô ấy. Ở đây có ví dụ chúng mình. Hello, can you help me choose a tablet? Yes, what do you use your tablet for? Xin chào, bạn có thể giúp tôi chọn một chiếc máy tính bảng được không? Vâng, bạn muốn sử dụng máy tính bảng của bạn để làm gì?
Chúng mình sẽ hỏi và trả lời các điểm sau. Use, sử dụng. Screen size, kích cỡ màn hình. Weight, cân nặng. Battery life, thời lượng pin. Storage, dung lượng và price là giá cả. Chiếc máy tính bảng thứ nhất có tên là ZZ Top. Drawing, playing games, vẽ, chơi games. 10 inches, 10 inch. 350 grams, 350 gram. 7 hours, 7 giờ. 64 kilobytes, 64 gigabyte. Chiếc máy tính bảng này có giá là $500. Chiếc máy tính bảng thứ hai có tên là TABALOT. Watching videos, xem các videos. 10 inches, 10 inch. 450 grams, 450 gram. 12 hours, 12 giờ. 128 gigabytes, 128 gigabytes. Chiếc máy tính bảng này có giá là $750. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình tạo một đoạn hội thoại nhé. Đây chính là đoạn hội thoại của cô. Cô sẽ đọc và dịch lại đoạn hội thoại của mình. Hello, can you help me choose the tablet? Hello, yes. What do you want to use your tablet for? I want to use it for drawing and playing games. Okay, then I think you should buy the ZZ Top. It's good for playing games and drawing. Is the screen big? Yes, it is. It's 10 inches. Is it heavy? No, it isn't. It's 350 grams. How much storage does it have? It has 64 gigabytes of storage. Does it have long battery life? Yes, it does. It lasts for 7 hours. Okay, how much is it? It's $500. Okay, thank you. Xin chào, bạn có thể giúp tôi chọn một chiếc máy tính bảng được không? Vâng, xin chào, bạn muốn sử dụng máy tính bảng của bạn để làm gì? Tôi muốn sử dụng nó để vẽ và chơi games. Được rồi, chà, tôi nghĩ bạn nên mua máy tính bảng ZZ. Nó tốt cho việc chơi games và vẽ. Màn hình có lớn không? Vâng, nó có. Màn hình 10 inch. Nó có nặng không? Không, nó không. Nó nặng 350 gram. Nó có bao nhiêu dung lượng? Nó có 64 GB dung lượng lưu trữ. Nó có thời lượng pin lâu không? Vâng, nó có. Pin kéo dài trong 7 giờ. Được rồi. Nó có giá bao nhiêu? Nó có giá $500. Ok, cảm ơn bạn. Ok, và tương tự như đoạn hội thoại của cô về máy tính bảng ZZ Top thì chúng mình sẽ thực hành hỏi và trả lời sử dụng những thông tin trong bảng về máy tính bảng TABALT. Rất đơn giản phải không nào? Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ đổi vai và lặp lại. Học sinh A giúp học sinh B chọn một chiếc máy tính xách tay. Chúng mình sẽ cùng quan sát ví dụ. Hello, can you help me choose a laptop? Yes, what do you use your laptop for? Xin chào, bạn có thể giúp tôi chọn một chiếc máy tính xách tay được không? Vâng, bạn muốn sử dụng máy tính xách tay của bạn để làm gì? Chúng mình sẽ hỏi và trả lời sử dụng các điểm như sau. Use, sử dụng. Screen size, kích cỡ màn hình. Weight, cân nặng. Battery life, thời lượng pin. Storage, dung lượng và price là giá cả. Ở đây chúng mình có hai chiếc máy tính xách tay. Thứ nhất là TopLab. Playing games, chơi games. 15.6 inches, 15.6 inch. 1.5 kilograms, 1.5 kilogram. 10 hours, 10 giờ. 256 gigabytes, 256 gigabyte. Chiếc máy tính xách tay này có giá là $600. Chiếc máy tính xách tay thứ hai có tên là Vision, studying, học. 13 inches, 13 inch. 2 kilograms, 2 kilogram. 6 hours, 6 giờ. 512 gigabytes, 512 gigabyte. Chiếc máy tính xách tay này có giá là $550. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình tạo một đoạn hội thoại nhé. Đây là đoạn hội thoại của cô. Cô sẽ đọc và dịch lại đoạn hội thoại của mình. Hello, can you help me choose a laptop? Hello, yes. What do you want to use your laptop for? I want to use it for studying. Okay, then I think you should buy the Vision laptop. It's good for studying. Is the screen big? No, it isn't. It's 13 inches. Is it heavy? Yes, it is. It's 2 kilograms. How much storage does it have? It has 512 gigabytes of storage. Does it have long battery life? No, it doesn't. It lasts for 6 hours. Okay, how much is it? It's $550. Okay, thank you. Xin chào, bạn có thể giúp tôi chọn một chiếc máy tính xách tay được không? Vâng, xin chào. Bạn muốn sử dụng máy tính xách tay của bạn để làm gì? Tôi muốn sử dụng nó để học. Được thôi. Chà, tôi nghĩ bạn nên mua máy tính xách tay Vision. Nó tốt cho việc học. Màn hình có lớn không? Không, nó không. Màn hình 13 inch. Nó có nặng không? Có, nó có.
nó nặng 2 kg. Nó có bao nhiêu dung lượng? Nó có 512 GB dung lượng lưu trữ. Nó có thời lượng pin lâu không? Không, nó không. Pin kéo dài trong 6 giờ. Được rồi, nó có giá bao nhiêu? Nó có giá $550. Ok, cảm ơn bạn. Tiếp theo phần C, tham gia vào một cặp khác. Người trợ lý bán hàng đã gợi ý cho bạn chiếc máy tính xách tay hoặc là máy tính bảng nào bạn sẽ mua nó chứ, tại sao hoặc là tại sao không. Ví dụ, she suggested the, I'll buy it because it's, cô ấy đã gợi ý, tôi sẽ mua nó bởi vì nó. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu hỏi này nhé. Chúng mình có thể trả lời câu hỏi này ngắn gọn như sau. She suggested the Vision laptop, I'll buy it because it's good for studying. Cô ấy đã gợi ý máy tính xách tay Vision. Tôi sẽ mua nó bởi vì nó tốt cho việc học. Ok, vậy là tiết học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô hy vọng là sau tiết học này chúng mình có thể hỏi và trả lời về các thiết bị. Chúng mình sẽ sử dụng được các câu hỏi có từ để hỏi và các câu hỏi lựa chọn. Cô cũng hy vọng là chúng mình sẽ hiểu và yêu thích tiết học của cô. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những tiết học lần sau. Goodbye and see you again.